Sở Y tế Bình Dương lên tiếng vụ bệnh nhân chẩn đoán viêm ruột thừa nhưng bị cắt buồng trứng. Lãnh đạo Sở Y tế tỉnh Bình Dương cho hay, Bệnh viện Đa khoa tỉnh không cắt buồng trứng mà chỉ xử lý tình trạng nhiễm trùng ở vòi trứng. Ngày 16 tháng 7, trao đổi với báo chí, bác sĩ Huỳnh Minh Chính, Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Bình Dương cho biết liên quan đến trường hợp của bệnh nhân T, 35 tuổi trú tại thành phố Dị An, Bình Dương, phản ánh việc bác sĩ chẩn đoán viêm ruột thừa nhưng lại phẫu thuật cắt buồng trứng. Sở Y tế đã làm việc với Bệnh viện Đa khoa tỉnh và phía bệnh viện đã có những báo cáo ban đầu. Theo đó, ngày 11 tháng 7, bệnh nhân T nhập viện trong tình trạng đau bụng quanh rốn, hố chậu. Qua thăm khám, các bác sĩ chẩn đoán chị T bị viêm ruột thừa cấp nên đề nghị người thân làm thủ tục phẫu thuật. Tuy nhiên, khi mổ nội soi, bác sĩ khoa ngoại thấy ruột thừa kích thước bình thường, không xung huyết, nhưng lại phát hiện thấy tai vòi dính vào hố chậu sưng to, đang chảy mủ từ loa vòi, nên đã mời bác sĩ khoa sản đến xử lý. Khi bác sĩ khoa sản đến kiểm tra thì phát hiện thấy tầng trên ổ bụng vùng dưới gan có nhiều dải viêm dính, tai vòi sưng to, bên phải là phần dẫn trứng vào tử cung. Viêm đỏ chảy mủ từ loa vòi, viêm dính vào hố chậu. Lúc này các bác sĩ nhận định phải cắt bỏ tai vòi bên phải ngay để đảm bảo tính mạng cho bệnh nhân. Tuy nhiên thời điểm đó các bác sĩ liên lạc với người nhà bệnh nhân qua số điện thoại đã cung cấp cho bệnh viện thì không liên lạc được. Cùng với đó bệnh viện cũng phát loa thông báo để mời người nhà bệnh nhân đến làm việc nhưng vẫn không được phản hồi. Trong tình huống cấp bách, các bác sĩ quyết định cắt tai vòi bên phải đang sưng to, chảy nhiều mủ để điều trị triệt để tình trạng nhiễm trùng của bệnh nhân. Hiện tại tai vòi bên trái và buồng trứng hai bên của bệnh nhân vẫn trong tình trạng bình thường. Bệnh nhân đã bớt đau bụng, vết mổ khô, sức khỏe đang dần ổn định. Phía Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương cũng giải thích thêm, thời điểm sau khi mổ, các bác sĩ có thông báo cho người nhà bệnh nhân rõ về tình trạng bệnh nhân thời điểm đó. Tuy nhiên, phía người nhà bệnh nhân lại hiểu nhầm là cắt buồng trứng. Hãy đăng ký kênh Alo Bác sĩ Video để nhận thêm nhiều thông tin mới nhất về y tế, sức khỏe.